xe gia đình Brio Traveller lắp ráp tại Việt Nam, giá từ 1.699 tỷ đồng. Nối tiếp một số thành công từ bộ đôi Brio 3008 và 5008, Trường Hải Thaco tiếp tục tung ra thị trường mẫu MPV hoàn toàn mới, Brio Traveller lắp ráp trong nước, lần đầu giới thiệu tại triển lãm ô tô GN3 2016 và được coi là mẫu xe kế nhiệm của Brio Expert TB với nhiều cải tiến hơn. Đúng như tên gọi, Brio Traveller là chiếc MPV hướng đến sự tiện nghi, thoải mái và an toàn cho cả gia đình trên nẻo đường với định vị cao cấp. Tại Việt Nam, Brio phân phối hai phiên bản Traveller Luxury 7 chỗ có giá 1.699 tỷ đồng và Brio Premium 42 chỗ bán ra với giá 2.249 tỷ đồng, đi kèm chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Trong đó, Brio Traveller Luxury hướng đến khách hàng cá nhân có gia đình đông người cần không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi, thoải mái và an toàn trong chuyến đi. Với phiên bản Traveller Premium, Brio định vị cao cấp hơn hướng đến khách hàng đặc thù như doanh nhân, người nổi tiếng khi sở hữu nhiều yếu tố cá nhân hóa. Khi mua xe, khách hàng có thể tùy chọn màu sơn xe, màu nội thất ra theo sở thích, cũng như lựa chọn thêm các trang bị phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi cá nhân. Cả hai phiên bản đều sở hữu kích thước rộng rãi với chiều dài 5.315mm, rộng 1.935mm và cao 1.915mm, bản Luxury, 2.030mm bản Premium khi gắn mui, cùng chiều dài cơ sở 3.275mm, khoảng sáng gầm xe 170mm. Thiết kế của xe khá vuông vức, chắc chắn với phần đầu xe mang nhiều nét đặc trưng của thương hiệu sư tử. Hai bên hông nổi bật với kiểu cửa trượt điện tích hợp cảm biến đá chân tiện dụng đi, kèm cửa kính tối màu tăng tính riêng tư. Với một chiếc MPV cỡ lớn, nội thất rộng rãi là lợi thế của Brio Traveller, định vị ở phân khúc cao cấp mang đến sự sang trọng, tiện nghi mà những chiếc MPV bình dân không có. Ở hàng ghế trước, cả hai phiên bản đều được trang bị màn hình kỹ thuật số 3,5 inch sau vô lăng. Màn hình HUD và màn hình cảm ứng 7 inch trên bản điều khiển trung tâm tương thích Apple CarPlay và Android D Auto. Trên phiên bản Traveller Luxury, người dùng có thể trượt, gập, xoay 180 độ, tháo rời các ghế ở hàng ghế thứ 2 và 3, thoải mái bố trí chỗ để chân cũng như khoang để hành lý. Thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 7 ghế là 1.384 lít, đặc biệt thể tích khi tháo cả hàng ghế thứ 2 và 3 lên đến 4.554 lít. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời rộng thoáng, hai bàn ăn gập phía sau hàng ghế trước, 4 ổ cắm 12V, 1 ổ 220V và cổng kết nối USB ở bên trong. Riêng Traveller Premium sở hữu thiết kế khoang thương gia phía sau vách ngăn, với hai ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng có sẵn tựa chân, tựa tay, bàn làm việc, tính năng massage, thổi gió. Khoang hành khách được tách biệt với khoang lái, bởi vách ngăn với hệ thống giải trí riêng biệt gồm 6 loa, 1 sub và màn hình giải trí 32 inch tích hợp, hệ điều hành Android cùng ổ cứng dung lượng 500GB. Ngoài hai ghế hạng thương gia còn có hai ghế phụ có thể gập, mở linh hoạt vào vách ngăn theo điều kiện sử dụng. Các chi tiết khác được trau chuốt hơn so với Luxury như đèn, hắt sáng, sàn gỗ, ốp điều hòa giả gỗ, toàn bộ nội thất bọc da cao cấp với tùy chọn thừa riêng theo sở thích. Cả hai phiên bản đều được phát triển trên nền tảng khung gầm EMP2 thế hệ mới, được tăng cường độ cứng, giảm trọng lượng với hệ thống treo chức dạng MacPherson và treo lò xo trụ phía sau. Sức mạnh của xe đến từ động cơ diesel HD, dung tích 2.0 lít tăng áp, có công suất cực đại 150 mã lực tại vòng tua 4.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại đạt 370 Nm tại 2.000 vòng trên phút, kết hợp cùng hộp số 6 cấp thế hệ mới X6 tích hợp công nghệ Quick Shift. Nó cũng được trang bị hệ thống Grip Control, kiểm soát chế độ lái với 5 mức tối ưu vận hành khác nhau tùy từng điều kiện địa hình. Với một chiếc MPV định vị cao cấp, Brio cũng trang bị cho Traveller Luxury và Traveller Premium nhiều công nghệ an toàn chủ động như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảnh báo điểm mù, cảnh báo trạch làn, cảm biến trước sau, camera lùi, 6 túi khí và cảnh báo áp suất lốp. Brio Traveller là mẫu xe đầu tiên xuất xưởng từ nhà máy sản xuất xe du lịch cao cấp đóng tại khu phức hợp Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, khởi công từ tháng 7 năm ngoái trên diện tích 7,5 hectare, với vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng cho công suất 20.000 xe mỗi năm. Nhà máy này đáp ứng đủ yêu cầu chất lượng, kỹ thuật của tập đoàn PSA hướng tới mục tiêu lắp ráp đầy đủ các mẫu xe du lịch mang thương hiệu Pháp phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu.